chào tất cả các bạn. Hôm nay Nghi xin giới thiệu một dòng sản phẩm Sato, là dòng sản phẩm của Nhật Bản. Sản phẩm này được sản xuất tại Malaysia với mã sản phẩm là CL40N. CL40N 300mA Malaysia. Máy được kết nối thông qua parallel RS232 và UV và len 1 bọt, 2 bọt, 3 bọt, 4 bọt, 5 bọt, 6 bọt, 7 bọt. Sản phẩm này rất đẹp và tuyệt vời. Nó được ví như là ly sạch của Nhật Bản, với thiết kế gọn, ứng dụng cho ngành công nghiệp sản xuất lớn. Đầu bên máy rất là in chất lượng tuyệt vời. Ứng dụng của máy này cho tem nhãn vải hoặc là mở tem cho sản xuất về chip điện tử rất là tuyệt vời.